Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bản tin về coronavirus do SBTNDC thực hiện. Tin cập nhật về đại dịch coronavirus. Kính thưa quý vị, hiện nay trên thế giới có 163 quốc gia và thuộc địa có người bị nhiễm coronavirus. Tổng số ca lên đến 189.196, số ca mới hiện nay là 6.754, tổng số người chết là 7.511. Trong số này có 364 ca mới chết. Riêng Hoa Kỳ hiện có 4.773 ca nhiễm, tổng cộng có 93 người chết. Theo tỷ số người bị nhiễm trong 1 triệu người

và hạng 6 là Thụy Điển, 165.7 trên 1 triệu. Dựa theo thống kê cho thấy, các quốc gia ở châu Âu bị nhiều hơn là các quốc gia khác theo tỷ lệ đầu người. Riêng các quốc gia Phi Châu, Á Châu, vùng nhiệt đới và Nam Mỹ, con số các ca nhiễm tương đối thấp có thể vì lý do nhiệt độ cao nên sự phát triển và lây lan của coronavirus bị giới hạn. Phòng ngừa bệnh dịch coronavirus theo cơ quan phòng chống bệnh dịch CDC Hoa Kỳ, bác sĩ Đỗ Văn Hội tổng hợp. Bài này được áp dụng cho những trường hợp sau đây: cho người bình thường khi có dịch, cho người có nguy cơ cao mắc bệnh, cho những nơi có bệnh dịch bùng phát sâu rộng cho những người sắp hoặc đang mắc bệnh. Cho người bình thường, hiện tại không có vaccine để ngăn ngừa nhiễm coronavirus. Cách tốt nhất để ngăn ngừa là tránh tiếp xúc với virus này. Cũng chưa có thuốc trị cho loại virus này. Hiện nay, có một số công ty đã thử thành công cho hai loại thuốc trên, nhưng còn phải chờ cơ quan hữu trách Hoa Kỳ kiểm nghiệm. Tối thiểu phải có 60 ngày sau đó mất vài tháng mới có thể sản xuất số lượng lớn trong thương mại tuy nhiên cơ quan cdc luôn khuyến khích nên có những hành động phòng ngừa hàng ngày để giúp ngăn ngừa sự lây lan virus đường hô hấp này bao gồm tránh tiếp xúc với người bị bệnh tránh sờ vào mắt mũi và miệng của mình bằng tay không rửa sạch ở lại nhà khi quý vị mắc bệnh Che miệng bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi, sau đó ném khăn vào thùng rác rửa tay ngay lập tức. làm sạch và khử trùng các đồ vật và mặt bằng thường xuyên chạm vào bằng cách sử dụng bình xịt sát trùng hoặc lau chùi thông thường trong gia đình. Hướng dẫn của CDC về việc dùng khẩu trang: những người khỏe mạnh không cần đeo khẩu trang ở môi trường bình thường những người có triệu chứng mắc bệnh coronavirus nên đeo khẩu trang để bảo vệ người khác khỏi nguy cơ nhiễm bệnh. Các nhân viên y tế và những người săn sóc bệnh nhân rất cần đeo khẩu trang hoặc quần áo ngừa bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ấm trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn và sau khi hỉ mũi, ho hoặc hắt hơi. Nếu xà phòng và nước không có sẵn, hãy sử dụng chất khử trùng chứa cồn ít nhất là 60%. Luôn rửa tay bằng xà phòng và nước nếu tay dơ bẩn. Đây là những thói quen hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan của một số loại virus. Lời khuyên khác của bác sĩ gia đình: giữ gìn sức khỏe để tăng sức đề kháng và miễn nhiễm giúp cơ thể chống lại siêu vi khuẩn cho những người có nguy cơ cao mắc bệnh và tử vong, những người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh bao gồm người già từ 60 tuổi trở lên, tuổi càng cao nguy cơ càng lớn, người có những bệnh sẵn như bệnh tim, cao huyết áp nặng, tiểu đường, bệnh phổi, bệnh suyễn, người hút thuốc lá. Sản phụ và trẻ em hiện nay không được xem là có nguy cơ cao mắc bệnh gây tử vong theo cdc những người có nguy cơ cao cần phải làm gì cần có đủ vật dụng tiếp tế thường xuyên dược phẩm thực phẩm và vật dụng cần thiết khi không có thể đi ra ngoài thuốc men do toa bác sĩ có thể cung cấp cho thời gian dài có thể nhận được dược phẩm bằng bưu điện hoặc các công ty chuyên chở cần có đủ các loại thuốc bán tự do trên quầy để sử dụng trong thời gian lâu như thuốc giảm sốt chống đau giảm ho giảm nôn ói thực phẩm nước uống đồ dùng trong thời gian dài giữ đúng cách trong giao dịch đời sống hàng ngày rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nước ấm nhất là sau khi ho hỉ mũi hát xì hoặc sau khi ở nơi công cộng về có thể dùng dịch sát trùng, như có cồn, trên 60 độ để sát trùng tay. Thường xuyên lau chùi sạch sẽ các mặt bằng phẳng, như bàn ghế, giường, tủ, các nắm cửa. Tránh sờ vào mắt, mũi, miệng, nhất là khi tay chưa được rửa sạch. Tránh tối đa bắt tay, sờ nắm cửa, sờ tay giữa cầu thang, các mặt bằng nơi công cộng, rửa tay ngay sau khi rời nơi công cộng tránh tối đa đám đông, nhất là ở những nơi có diện tích đóng kín nhỏ hẹp. Khi có dịch bộc phát nơi mình cư ngụ, ở nhà tối đa, tránh đám đông. Nhờ bà con, bạn bè hoặc các công ty chuyên chở cung cấp mua sắm thực phẩm, đồ dùng cho quý vị. Áp dụng những phương pháp tổng quát nói trên. Đối với những người đã mắc bệnh những dấu hiệu của bệnh coronavirus gồm có Trường hợp nhẹ, sốt, ho, khó chịu trong mình, nhức mình, tương tự như cúm thông thường. Nếu nặng, sốt cao, ho có đàm xanh, khó thở, đau ngực, mệt lã. Nếu có những triệu chứng nêu trên, quý vị cần đến khám với cơ quan y tế ngay nếu nhẹ, hoặc gọi xe cứu thương khẩn cấp vào phòng cấp cứu nếu nặng. Người nghi mắc bệnh sẽ được cách ly 14 ngày, sau đó nếu xét nghiệm âm tính sẽ được về nhà. Người đã mắc bệnh hiện không có thuốc đặc trị, chỉ có điều trị hỗ trợ. Tỷ lệ tử vong rất thấp, đa số là người già trên 60 tuổi, tuổi 70 tới 80 có nguy cơ tử vong cao, nhất là có bệnh mãn tính. Đa số trẻ phục hồi mau chóng nếu không có bệnh kinh niên tiền ẩn. Quý vị cần giữ gìn sức khỏe tốt bằng cách ăn uống đầy đủ, nhiều rau, trái cây, uống nước đủ, không hút thuốc, không uống rượu, ngủ đủ giấc để tăng sức đề kháng chống lại virus. Uống thuốc giảm đau, giảm sốt, đau nhức, chống ho, chống ói, dĩ nhiên phải đi khám bác sĩ để tránh lây nhiễm cho người khác người bệnh nên áp dụng các biện pháp như sau tự cách ly ở trong nhà không đi ra ngoài hoặc vào bệnh viện để điều trị rửa tay thường xuyên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác dùng khăn giấy che miệng khi ho hoặc hắt xì sau đó bỏ giấy vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ lau chùi khử trùng thường xuyên nơi mình ở các vật dụng thường dùng. Tránh dùng chung khăn mặt, khăn tắm, quần áo, gói. Tránh dùng chung đũa, ly, chén. Cẩn thận khi ăn chung kiểu Á Đông, dùng đũa. Các cơ quan y tế thường dùng biện pháp cách ly bệnh nhân 14 ngày để ngăn chặn sự lây lan. Thường, đa số người mắc bệnh nếu giữ được những điều khuyên kể trên, bệnh có thể tự khỏi nếu nặng hơn phải vào bệnh viện nên vào trang mạng của cơ quan phòng chống dịch bệnh hoa kỳ cdc hoặc tổ chức y tế thế giới who